Hello mọi người, thế này thì tiếp tục về Chakito Ngất Room. Thế này thì sẽ có một sự kiện mới, nên là phim mà tiến chung, cho nên là mình không biết nó đây là sự kiện gì. Để cho Chakito ăn thôi, bắt đầu. Thank you.
Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Tạm biệt mọi người.